Ngày 28 tháng 12 năm 2018, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, chương trình chào mừng 20 năm hình thành, phát triển và tỏa sáng của thương hiệu Cây Thị đã diễn ra trong không khí tưng bừng như ngày hội lớn. Sự kiện đã vinh dự đón tiếp sự hiện diện của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừa A Dính, chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Kiểm tra Nhà nước về An toàn Thực phẩm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban An toàn Vệ sinh Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Lương Hoàng Hưng, Tổng biên tập tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo, Phó Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Huy, Tổng thư ký Hội đồng Doanh nhân Việt Nam, ông Trương Thanh Ninh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Tân Phú, ông Nguyễn Phúc Khoa, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Tiền Giang, các nhà phân phối, chủ cửa hàng nhượng quyền thương hiệu cháo Cây Thị và một số đối tác trong và ngoài nước. Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim, ông Lê Thanh Tùng, ông Nguyễn Đức Nhiên, Phó Tổng Giám đốc, cùng toàn thể đội ngũ quản lý nhân viên của công ty đã tề tựu với một dòng cảm xúc chung, hân hoan và tự hào. Trên 500 khách mời và đại diện một số kênh truyền hình, báo chí, truyền thông đã tham dự và chúc mừng sự kiện lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim. Tiết mục ca múa, bài ca Cây Thị và những thước phim tư liệu đã mở đầu chương trình với ấn tượng đẹp về hành trình của thương hiệu Cây Thị đã nỗ lực chinh phục được lòng tin và sự yêu mến của người tiêu dùng suốt thời gian qua. Nghi lễ chào mừng thật sự gợi lên xúc cảm hạnh phúc khi tập thể ban giám đốc công ty cùng quay quần bên nhau, thắp nến cho chiếc bánh kem kỷ niệm hành trình 20 năm hình thành, phát triển và tỏa sáng của thương hiệu Cây Thị. Bà Nguyễn Thị Thu đã không kìm được xúc động khi phát biểu chào mừng, bày tỏ lòng tri ân và thể hiện tâm huyết của tập thể cho hành trình đã qua và tương lai phía trước. Lễ vinh danh trao thưởng cho top 10 các cửa hàng đạt doanh số cao nhất trong hệ thống cửa hàng nhượng quyền thực phẩm Cây Thị 2018, vinh danh những quản lý giỏi và nhân viên xuất sắc của công ty cùng những thành viên 15 năm đồng hành nhiệt huyết, tư duy sáng tạo, hăng say lao động, góp phần to lớn cho từng bước đi lên của thương hiệu Cây Thị, đã biểu dương thành tích cá nhân và tập thể, hung đúc ý chí nỗ lực, tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo nên sức mạnh của cả công ty, hướng đến tầm nhìn, đưa thương hiệu Cây Thị phát triển mạnh mẽ và bền vững. Điểm nhấn quan trọng trong lễ kỷ niệm chính là phần ra mắt dự án thiện nguyện mang tên Bát Cháo Yêu Thương. Các thành viên trong ban chủ nhiệm đã cùng các ban chào mừng trong niềm tin hướng tới cả cộng đồng. Ban giám đốc công ty đã quyết định trao số kinh phí đầu tiên cho quỹ Bát Cháo Yêu Thương là 50 triệu đồng trước thái độ đồng thuận và ủng hộ cao của toàn sự kiện. 20 năm cột mốc thời gian có giá trị lịch sử về quá trình hình thành, phát triển và tỏa sáng của thương hiệu Cây Thị, sự ra đời và phát triển mạnh mẽ, vượt qua nhiều thử thách của thực phẩm cháo dinh dưỡng Cây Thị đã có ý nghĩa lớn đối với toàn cộng đồng xã hội. Trong quý 4 năm 2018 vừa qua, Cây Thị tự tin với bước phát triển vượt bậc khi trở thành đơn vị có sản phẩm gia cầm đầu tiên được FDA cho phép nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Viện Sở hữu trí tuệ quốc tế đã cho quyết định công nhận Cây Thị là thương hiệu cháo dinh dưỡng lâu đời nhất Việt Nam. Đây là tin vui lớn, khích lệ và tạo động lực lớn cho tập thể công ty tiếp tục quyết tâm nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển lớn mạnh bền vững của thương hiệu Cây Thị và ngành thực phẩm dinh dưỡng Việt Nam. Trên sân khấu chào mừng tuổi 20 tươi đẹp của thương hiệu Cây Thị, nhiều tiết mục văn nghệ giao lưu của ca sĩ chuyên nghiệp, doanh nhân khách mời cùng chương trình quay số may mắn đã tạo nên bầu không khí sôi động, tưng bừng và ấm áp. Ông Nguyễn Đức Nhiên, Phó Tổng Giám đốc đã đại diện công ty công bố một số dự án lớn của thương hiệu Cây Thị trong tương lai với tầm nhìn chinh phục kỷ nguyên 4.0, bảo đảm cung cấp nguồn dinh dưỡng sạch, an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, khẳng định vị trí vững vàng của công ty trên thị trường thực phẩm khu vực và thế giới.